Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Hello, xin chào tất cả các anh em nha. Ngày hôm nay thì Sơn sẽ cập nhật những chiếc xe mới nhất về Toyota Hiroshima Tân Cảng. Anh em nào mà đang còn lấn cấn về tài chính để mua xe mới thì cũng nên tham khảo qua những dòng xe này, vì chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí cũng khá là lớn, mà chiếc xe nó cũng chất lượng cũng tương đương với những chiếc xe mới. Bây giờ thì Sơn đi cập nhật những cái dòng xe đang có ở như showroom Toyota Hiroshima Tân Cảng cho anh em xem ha. Đây là chiếc Vios 2018, xe màu nâu, số km chạy được là 48.000 km à. Chiếc xe này thì ngân hàng nó sẽ hỗ trợ cho anh em là 357 triệu và anh em chỉ cần trả trước cho bên công ty là 153 triệu thôi. Rồi, kế bên đây là một chiếc Corolla Altis 2015, xe này màu bạc, số km xe này chạy được là 69.000 km rồi. Chiếc xe này là một chiếc xe rất là bền anh em ạ, có thể nói là một chiếc xe mà ổn định nhất của các của dòng Toyota đấy. Hàng nó sẽ hỗ trợ mình là 345 triệu đồng, anh em chỉ việc trả trước khoảng 230 triệu đồng là có thể là nhận được xe rồi. Rồi, kế bên đây là chiếc Toyota Vios 2018. Anh em có thể thấy không ạ? Chiếc xe rất là đẹp, màu đỏ, cực nổi luôn. Một chiếc xe đã qua sử dụng mà chất lượng như một chiếc xe mới. Nhưng cái lợi ích nó mang lại cho anh em đó là cái chi phí đầu tư ban đầu khá là thấp. Và chiếc xe này thì cũng ngân hàng nó sẽ hỗ trợ mình là 357 triệu đồng, anh em chỉ cần đưa trước cho bên công ty là 237 triệu là nhận được xe rồi. Rồi, bên cạnh đây là chiếc Mazda 36. Thì bên Sơn ngoài trao đổi những cái xe chính hãng thì bên Hiroshima cũng thu tất cả những cái dòng xe của các hãng khác. Nên anh em nếu có những cái, nếu anh em ở những cái có những dòng xe khác cần trao đổi mua bán thì cũng liên hệ trực tiếp với bên Sơn để có thể hỗ trợ. Chiếc này là chiếc Mazda 6 màu trắng, xe nó đã chạy được là 85.000 km rồi. Xe này là 2014 nha anh em. Xe này 2014. Và cái giá bên công ty đang chào bán là 545 triệu đồng. Rồi, bên cạnh đây là chiếc Innova đời 2018. Đây là chiếc Innova 2.0G nha anh em, xe số tự động, ngoại thất còn zin nguyên, xe cam kết không cấn đục, không va chạm và cũng không ngập nước, giấy tờ pháp lý là đầy đủ, minh mạch. Chiếc xe này đã chạy được số km là 35.000 km anh em. Và xe này thì ngân hàng nó sẽ hỗ trợ mình là 507 triệu đồng. Và anh em chỉ cần đưa trước cho bên Sơn là 218 triệu là có thể nhận được xe rồi. Rồi, phía sau đây, anh em chúng ta đi tiếp tục nào. Phía sau đây là chiếc Innova E 2.0 đời 2016. Đây là form cũ nha anh em. Cái form này thật sự nó đã đi vào huyền thoại rồi. Có rất là nhiều khách hàng thích cái form này. Chiếc xe này chạy được 100 hình như là 50.000. Xe này là chạy được 50.000 km. Chất xe còn cực tốt. Chiếc xe này thì bên Sơn đang chào giá là 480 triệu đồng.
Thì giá này là giá mà vẫn có thể tham khảo nhé. Anh em hãy liên hệ trực tiếp với bên Sơn để báo cái giá giảm giá và cái thủ tục mua trả góp. Tiếp theo đây là chiếc Innova đời 2019, Innova G năm 2019. Phải nói tất cả những chiếc xe bên công ty Sơn còn rất là đẹp không anh em, cực đẹp luôn. Xe này thì khách có gắn thêm cái cản bước chân. Rồi, chiếc xe này thì bên Sơn đang chào bán là 755 triệu. 755 triệu thì anh em chỉ cần chuẩn bị trước cho bên Sơn là 152 triệu. Và ngân hàng họ sẽ hỗ trợ mình là xe này ngân hàng mình sẽ hỗ trợ cho mình khoảng tầm 600 triệu đấy anh em. Thực ra chiếc xe mới nếu như mà chiếc Innova G 2020 mà hoàn thiện ra giấy tờ lăn bánh biển số thành phố thì nó dự kiến cũng khoảng tầm 930 triệu rồi. Nói chung anh em mua chiếc xe này thì cũng lợi được hơn 100 triệu, 150 triệu rồi. Rồi tiếp theo vẫn là Innova và vẫn là màu trắng ngọc trinh. Vâng, đây vẫn là chiếc Innova G 2019 này. Ồ, chiếc xe này mới chạy được có 28.000 km thôi anh em, cực ít luôn á. Rồi xe này thì bên ngân hàng bên Sơn nó sẽ hỗ trợ mình khoảng tầm 600 triệu. Và anh em cũng cần đưa trước cho bên Sơn khoảng 158 triệu, 160 triệu là nhận được xe rồi. Rồi tiếp theo vẫn là Innova. Năm nay là năm được mùa của Innova. Vâng, đây cũng là một chiếc Innova G 2017. Xe này thì là màu bạc. Tổng số km nó chạy được là 88.000 km rồi. Tất cả những km này là km thực nha anh em. Tại vì bên Sơn là hãng, chính hãng, cho nên là tất cả những cái thông số của xe bắt buộc phải chính xác. Tại vì nó còn liên quan tới chế độ bảo hành của xe. Chứ còn nếu như anh em mua xe ngoài thị trường thì chắc chắn rằng xe này thì nó sẽ tua xuống km khoảng tầm 40-50.000 km thôi. Vâng, chiếc xe này thì ngân hàng nó sẽ hỗ trợ mình, anh em mình là 450 triệu. Anh em cần chuẩn bị cho Sơn khoảng tầm 200 triệu là nhận được xe rồi nhé. Rồi tiếp theo là chiếc Innova E 2019, đây là số sàn này. Xe màu đồng ánh kim. Thực ra nó giống như chiếc xe mới đó anh em. Bản thân Sơn quản lý cả xe mới, cho nên là chiếc xe này nó cũng chẳng khác như một chiếc xe ở trên showroom thôi. Nếu anh em nào mà đang quan tâm xe mới mà tài chính còn eo hẹp thì mua chiếc xe này là lời một khúc luôn á. Thì bên ngân hàng họ sẽ hỗ trợ mình là 540 triệu. Và anh em cần chuẩn bị trước cho bên Sơn khoảng 150 triệu là nhận xe rồi. Rồi tiếp theo bên đây là một chiếc nồi đồng cối đá Mitsubishi Pajero. Chiếc này là chiếc 2017 ấy. Tổng số km nó chạy được 51.000 rồi. Chiếc xe này thì bên ngân hàng nó sẽ hỗ trợ mình là 350 triệu.
anh em cần chuẩn bị cho bên Sơn là khoảng tầm 150 triệu là có thể nhận xe được. Anh em thấy không? Lốp xe còn rất là mới. Rồi, bên cạnh đây là chiếc Fortuner. Ủa, chiếc này đẹp quá anh em ơi. Full option luôn á. Chiếc xe này nó full nó tận nắp luôn đó anh em. Ông khách này là cuồng về phụ kiện này. Trang bị đến tận răng rồi. Anh em mua chiếc xe này là không phải trang bị thêm bất kỳ một cái phụ kiện nào nữa đâu. Ốp bô này, bô giả này, ốp cảnh sau này. Rồi nắp dầu này, chén cửa này, che mưa này. Là chiếc màu đồng ánh kim nha anh em. Xe này thì bên ngân hàng sẽ hỗ trợ mình khoảng tầm 750. Anh em chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm 250 là nhận được xe rồi. Quá rẻ cho một chiếc xe full đồ chơi. Vâng, tiếp sau đây vẫn là chiếc Innova này. Đây là chiếc Innova màu trắng. Đây mình xem coi là nó là chạy được bao km ạ. Vâng, đây là chiếc Innova E nha anh em, 2018. Nó tổng số km nó chạy được là 47.000 nè. Chiếc này thì bên ngân hàng sẽ hỗ trợ mình 440 nha anh em. Anh em chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm 195 triệu là nhận xe thôi. Rồi, kế bên vẫn là chiếc Innova. Năm nay bên Tân Cảng trúng mùa Innova anh em. Innova khá nhiều luôn á. Còn đây là chiếc Innova đời 2016, Innova E 2016 màu bạc. Tổng số km nó chạy được là 92.000 km đó. Chiếc xe này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ mình là, tại vì cái xe này 2016 thì nó hỗ trợ khoảng tầm 300 triệu nha anh em. Anh em chuẩn bị cho Sơn khoảng tầm 200 triệu là nhận xe rồi. Đi một vòng cho anh em xem. Quan tâm dòng xe nhỏ thì có chiếc Wego đây. Đây là chiếc Wego demo của công ty Sơn. Chuyên đợt mới về thì công ty sẽ đăng ký làm demo cho khách hàng. Bây giờ Wego nó ra mẫu mới rồi cho nên là sẽ bán xe cũ lại. Anh em mua chiếc xe này thì cực ngon luôn á. Chiếc xe này chỉ dành riêng cho khách hàng lái thử thôi nhé, và dành cho nhân viên đi ký hợp đồng thôi, tới khách hàng gặp ký hợp đồng thôi. Xe này thì anh em chỉ cần chuẩn bị trước khoảng tầm 120 triệu đồng là lấy được xe rồi. Wego số tự động. À, còn bên đây là có một chiếc Altis đời 2016. Màu đen, xe này thì nó chạy được 41.000 km ra. Xe này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ mình khoảng tầm 430 triệu đồng anh em. 43 triệu đồng. Anh em cần chuẩn bị trước cho Sơn khoảng tầm 200 triệu là nhận xe.
rất là đẹp anh. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video của Thế Sơn nha. Anh em cần chiếc xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp với Sơn để Sơn báo giá. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất. Hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập.